Thân chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ kiến thức toán đại học. Đây là một chương trình đặc biệt của đài HTV4 dành cho các em học sinh đã học xong bậc trung học và có may mắn được học tiếp ở chương trình đại học hoặc cao đẳng. Chương trình này dành cho sinh viên các trường như Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa, Đại học Kỹ thuật, Đại học Y dược, Đại học Kiến trúc, vân vân. Chương trình này không dành cho các sinh viên chuyên toán của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên. Dĩ nhiên, toán ở bậc đại học có khó hơn ở bậc trung học. Nhưng nếu các em chuyên cần và biết yêu thích môn học một chút thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dân gian có câu trăm hay không bằng tay quen. Nếu các em đến một khu phố lạ, các em có thể bị lạc đường. Nhưng một em bé chừng 10 tuổi ở khu phố đó, nó có thể dẫn các em đi bất cứ ngóc ngách nào mà không lạc. Không phải vì em bé đó thông minh hơn các em, mà vì em bé đó quen còn các em thì lạ. Để hiểu một quyển sách, các em chỉ cần hiểu từng trang một. Để hiểu từng trang sách, các em chỉ cần hiểu từng dòng một. Để hiểu một dòng nào đó, nếu đọc một lần chưa hiểu thì hãy kiên nhẫn đọc 2 lần, 3 lần, 10 lần và thậm chí cả 100 lần. Khi đó, gần như chắc chắn rằng các em sẽ hiểu. Điều tôi muốn nói với các em đó chính là với thời gian và lòng kiên nhẫn, những lá dâu sẽ biến thành những sợi tơ óng ánh. Và bây giờ mời các em theo dõi trên màn hình. Thầy sẽ trao đổi với các em về chương hàm nhiều biến. Như các em đã biết, sự thành công hay thất bại của một đời người thường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình, những mối quan hệ bạn bè, sức khỏe, năng lực cá nhân, sự chuyên cần, lòng kiên nhẫn, vân vân. Tương tự như vậy, trong toán học có những đại lượng mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của nhiều đại lượng khác. Thông thường thì đại lượng đó được gọi là hàm nhiều biến. Trong chương hàm nhiều biến có nhiều nội dung quan trọng như đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm riêng cấp cao, cực trị không điều kiện, cực trị có điều kiện, vân vân. Trước khi khảo sát sâu hơn về những nội dung quan trọng của hàm nhiều biến, trước hết các em cần nắm vững các khái niệm căn bản sau đây. Các khái niệm định nghĩa thứ nhất, cho D là một tập con của RN, một ánh xạ F từ D vào R. Ánh xạ này biến phần tử X1, X2, vân vân, XN thành một số thực U bằng F X1, X2, vân vân, XN thuộc về
R. Các em để ý rằng ánh xạ F biến một vector trong D thuộc về RN thành một số thực U thuộc về R. Khi đó, ánh xạ này được gọi là một hàm N biến và có miền xác định là D. Tóm lại là các em thấy rằng hàm N biến là một hàm phụ thuộc vào N yếu tố và biến thành một số thực thuộc về R. Và tập một số thực thì các em đã quen thuộc từ năm lớp 7 và lớp 8. Ví dụ 1. Cho hàm số F, X, Y, Z bằng x bình phương trừ 3x nhân y cộng 5y nhân z mũ 7. Đây là một hàm 3 biến phụ thuộc vào x, y, z. Và hàm này có miền xác định là R3. Ví dụ 2. Cho hàm F, X, Y, Z bằng X bình phương cộng X nhân Y trừ Y bình phương chia cho X nhân Y nhân Z bình phương. Đây cũng là một hàm 3 biến phụ thuộc vào X, Y và Z. Và hàm này có miền xác định là tập hợp D bằng tập hợp tất cả những x, y, z thuộc về R3 sao cho x nhân y nhân z khác không. Điều này có nghĩa là để cho f, x, y, z tồn tại thì mẫu số phải khác không, nghĩa là x nhân y nhân z phải khác không. Ví dụ 3. Cho hàm F x y z bằng x bình phương cộng x nhân y trừ y bình phương chia cho x nhân y nhân z. Đây cũng là một hàm 3 biến phụ thuộc vào x, y và z. Với hàm số này, chúng ta có f của phần tử 3, 2, 5 là bằng 3 bình phương. 3 bình phương nghĩa là chúng ta đã thay x bình phương bằng 3 bình phương cộng với 3 nhân 2, nghĩa là chúng ta đã thay x bằng 3 và y bằng 2 trừ cho 2 bình phương, nghĩa là ở đây chúng ta đã thay y bình phương bằng 2 bình phương chia cho 3 nhân 2 nhân 5, nghĩa là chúng ta đã thay x bằng 3, thay y bằng 2 và thay z bằng 5. Tính toán phân số này, chúng ta được kết quả bằng 11/30. Và dĩ nhiên, các em không ai thắc mắc tại sao nó bằng 11/30, vì đây chỉ là kiến thức của lớp 5. Chúng qua qua một khái niệm mới, khoảng cách. Cho x bằng x1, x2, vân vân, xn thuộc về rn và y bằng y1, y2, vân vân, yn
thuộc về RN. Ta định nghĩa khoảng cách giữa hai điểm X và Y là D của XY bằng căn bậc 2 của sigma Y bằng 1 đến N của XY trừ YY tất cả bình phương. Trong đời sống các em cũng quen với chữ khoảng cách, là khoảng cách giữa thành phố này và thành phố khác, khoảng cách giữa người này và người khác. Thì ở đây là khoảng cách giữa hai điểm X và Y trong RN. Để thấy rằng cái định nghĩa này cũng rất quen thuộc với các em, chúng ta hãy xét trường hợp N bằng 1. Khi N bằng 1 thì chúng ta có khoảng cách giữa X và Y bằng trị tuyệt đối của X trừ Y. Nếu như các em thay chẳng hạn như X bằng trừ 3, Y bằng 5, thì các em sẽ có khoảng cách giữa trừ 3 và 5 là bằng trị tuyệt đối của trừ 3 trừ 5 bằng trị tuyệt đối của trừ 8, tức là bằng 8. Chúng ta để ý rằng khoảng cách là luôn luôn lớn hơn hay bằng 0. Bây giờ chúng ta xét trường hợp khi N bằng 2. Trong không gian R2 thì chúng ta có khoảng cách giữa hai điểm X và Y bằng căn bậc 2 của X1 trừ Y1 tất cả bình phương cộng X2 trừ Y2 tất cả bình phương. Với công thức này, các em hãy liên tưởng rằng một công thức rất quen thuộc mà các em đã biết từ năm lớp 12 là khoảng cách giữa hai điểm A và B là bằng căn bậc 2 của XA trừ XB tất cả bình phương cộng IA trừ IB tất cả bình phương. Ở đây X có tọa độ là X1, X2 và Y có tọa độ là Y1 và Y2. Còn khoảng cách giữa hai điểm A và B thì A có tọa độ là XA, IA và B có tọa độ là XB, IB. Một kinh nghiệm cần thiết là khi học một điều gì mới, các bạn hãy liên tưởng rằng điều mới đó nó có những cái gì liên quan đến những điều cũ mà các em đã thuộc và đã biết. Một khái niệm thứ ba, quả cầu mở, quả cầu đóng. Cho x bằng x1, x2, vân vân, xn thuộc về Rn và epsilon dương. Ta gọi tập hợp B x epsilon bằng tập hợp tất cả những y thuộc về Rn sao cho khoảng cách giữa x và y nhỏ hơn epsilon. Tập hợp này được gọi là quả cầu mở tâm x bán kính epsilon. Tương tự như vậy, chúng ta có tập hợp B gạch x epsilon bằng tập hợp tất cả những y thuộc về Rn sao cho khoảng cách giữa x và y nhỏ hơn hay bằng epsilon. Và tập hợp này được gọi là quả cầu đóng tâm x bán kính epsilon.
Em để ý rằng quả cầu mở là ở đây nhỏ hẳn hơn epsilon, quả cầu đóng là nhỏ hơn hay bằng epsilon. Để thấy rằng quả cầu mở và quả cầu đóng cũng là những hình ảnh quen thuộc từ những năm phổ thông, chúng ta xét những ví dụ trong R, trong R2, trong R3. Như ở lớp 12 các em đã biết, chẳng hạn như quả cầu mở tâm x0 bán kính epsilon sẽ là khoảng mở x0 trừ epsilon và x0 cộng epsilon. Và quả cầu đóng tâm x0 bán kính epsilon chính là khoảng đóng x0 trừ epsilon và x0 cộng epsilon. Và ở đây chúng ta xét ví dụ 1 là trong không gian R2, quả cầu mở tâm M có tọa độ x0, y0 bán kính epsilon là tất cả những điểm nằm trong đường tròn tâm x0, y0 và bán kính epsilon. Tập hợp này chúng ta ký hiệu là B bằng tập hợp tất cả các xy thuộc về R2 sao cho căn bậc 2 của x trừ x0 tất cả bình phương cộng y trừ y0 tất cả bình phương nhỏ hơn epsilon. Cái căn bậc 2 này chính là khoảng cách của điểm x0 y0 với điểm y. Và chúng ta để ý rằng ở đây là dấu nhỏ hơn, không có bằng. Và tập hợp B này cũng chính là tất cả những điểm nằm trong đường tròn tâm x0, y0 bán kính epsilon và không lấy những điểm nằm trên đường tròn. Ví dụ 2, cũng trong không gian R2 thì quả cầu đóng tâm M x0 y0 bán kính epsilon là tập hợp tất cả những điểm nằm trong đường tròn tâm x0 y0 bán kính epsilon hay nằm trên đường tròn tâm x0 y0 và bán kính epsilon. Chúng ta ký hiệu là B gạch đầu bằng tập hợp tất cả những xy thuộc về R2 sao cho căn bậc 2 của x trừ x0 tất cả bình phương cộng y trừ y0 tất cả bình phương nhỏ hơn hay bằng epsilon. Cái căn bậc 2 này chính là khoảng cách từ x0, y0 đến xy. Và ở đây chúng ta thấy rằng nó khác với quả cầu mở là nhỏ hơn hay bằng epsilon, trong khi quả cầu mở là nhỏ hẳn hơn epsilon. Chúng ta xét qua không gian R3. Ví dụ 3. Trong không gian R3 thì quả cầu mở tâm x0, y0, z0 và bán kính epsilon là tập hợp tất cả những điểm nằm trong mặt cầu tâm x0, y0, z0 và bán kính epsilon. Quả cầu mở này được ký hiệu là B bằng tập hợp tất cả các x, y, z thuộc về R3 sao cho căn bậc 2 của x trừ y0 tất cả bình phương cộng y trừ y0 tất cả bình phương cộng z trừ z0 tất cả bình phương nhỏ hơn epsilon.
Cái căn bậc 2 này cũng chính là khoảng cách từ điểm X0, Y0, Z0 đến điểm X, Y, Z. Và chúng ta để ý rằng quả cầu mở là ở đây có dấu nhỏ hẳn hơn, không có dấu bằng. Chúng ta xét ví dụ 4. Cũng trong không gian R3 thì quả cầu đóng tâm X0, Y0, Z0 và bán kính Epsilon là tập hợp tất cả những điểm nằm trong hay nằm trên mặt cầu tâm X0, Y0, Z0 và bán kính Epsilon. Quả cầu đóng này được ký hiệu là B gạch bằng tập hợp tất cả các điểm X, Y, Z thuộc về R3 sao cho căn bậc 2 của X trừ X0 tất cả bình phương cộng Y trừ Y0 tất cả bình phương cộng Z trừ Z0 tất cả bình phương nhỏ hơn hay bằng Epsilon. Cái căn bậc 2 này cũng chính là khoảng cách giữa điểm X0, Y0, Z0 và điểm X, Y, Z. Và các em để ý rằng quả cầu đóng là nhỏ hơn hay bằng Epsilon thay vì quả cầu mở là nhỏ hẳn hơn Epsilon. Các em có thể hình dung giống như trong đời sống, một trái banh bàn hay là một trái banh bóng đá. Nếu các em lấy tất cả những điểm nằm trong vỏ trái banh và không lấy những điểm nằm trên vỏ banh thì đó là quả cầu mở. Nếu các em lấy tất cả những điểm nằm trong trái banh đó và lấy cả những điểm nằm trên vỏ trái banh thì đó chính là quả cầu đóng. Chúng ta bước sang một khái niệm nữa, đó là tập mở và tập đóng. Cho tập D là một tập con của RN. Tập D được gọi là một tập mở của RN. Nếu như với mọi M có tọa độ là x1, x2, vân vân, xn thuộc về D luôn luôn tồn tại ít nhất một quả cầu mở tâm M và bán kính Epsilon chứa trong tập D. Có một khái niệm tương tự với tập mở, đó là tập đóng. Tập D chứa trong RN được gọi là một tập đóng trong RN nếu như phần bù của D, tức là tập RN trừ D, là một tập mở. Có một khái niệm tập mở, tập đóng mà các em đã quen thuộc từ năm lớp 12, đó là khoảng mở AB chính là một tập mở trong R. Khoảng đóng AB chính là một tập đóng trong R. Và các em để ý rằng khoảng mở AB là chúng ta không lấy hai điểm A và B nằm trên biên. Khoảng đóng AB là chúng ta lấy cả hai điểm nằm trên biên là hai điểm A và B. Một điều rất thông thường các em cần chú ý đó là tập mở
là tập mà chúng ta không lấy những điểm nằm trên biên. Tập đóng là tập mà chúng ta lấy cả những điểm nằm trên biên. Cũng cần nói thêm để các em biết biên là gì. Biên của một tập hợp giống như là ranh giới giữa tất cả những điểm thuộc về tập hợp đó và những điểm không thuộc về tập hợp đó. Ví dụ giống như biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, đó chính là ranh giới giữa những điểm thuộc về đất nước Việt Nam và những điểm không thuộc về đất nước Việt Nam. Bây giờ chúng ta xét một ví dụ trong R2 và trong R3. Ví dụ như tập hợp A gồm tất cả các điểm xy thuộc về R2 sao cho x bình phương cộng y bình phương nhỏ hơn 4. Điều này là tương đương với khoảng cách giữa hai điểm xy và ô là nhỏ hơn 2. Tập A này chính là tập hợp tất cả những điểm nằm trong đường tròn tâm ô bán kính 2 và không lấy những điểm nằm trên đường tròn. Và A chính là một tập mở trong R2. Chúng ta xét trong không gian R3, cái tập B là tập hợp gồm tất cả những điểm x, y, z thuộc về R3 sao cho x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương nhỏ hơn hay bằng 1. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa điểm O và điểm x, y, z là nhỏ hơn hay bằng 1. Đây là tập hợp tất cả những điểm nằm trong mặt cầu tâm ô bán kính 1 và lấy cả những điểm nằm trên mặt cầu. Và tập B này được gọi là một tập đóng trong không gian R3. Tôi nhắc lại với các em một điều là thông thường tập mở là những tập không lấy những điểm nằm trên biên. Ví dụ như tập A là không lấy những điểm nằm trên đường tròn tâm ô bán kính 2. Tập B là tập đóng nên lấy cả những điểm nằm trên mặt cầu tâm ô bán kính 1. Chúng ta bước qua một khái niệm mới và tương đối quan trọng của chương hàm nhiều biến, đó là đạo hàm riêng. Đạo hàm riêng là một khái niệm mới đối với các em học phổ thông. Nhưng để thấy rằng khái niệm mới nhưng nội dung rất quen thuộc thì chúng ta hãy xét cái ví dụ mở đầu sau đây. Cho hàm f x, y, z bằng x bình phương nhân y mũ 3 nhân z mũ 7. Nếu như cố định y và z thì đây cũng chỉ là một hàm một biến mà chúng ta đặt là f lớn x. Nếu như cố định x và z thì đây cũng chỉ là một hàm một biến theo biến y và chúng ta đặt là dy. Hoàn toàn tương tự như vậy, nếu như cố định x và y thì đây cũng chỉ là hàm một biến theo biến z và chúng ta đặt là phi z. Nhìn dưới khía cạnh của hàm một biến thì chúng ta có thể lấy đạo hàm của hàm một biến. Chẳng hạn như chúng ta lấy đạo hàm của hàm f lớn theo biến x là bằng 2x nhân y mũ 3 nhân z mũ 7. Ở đây chúng ta đã cố định y mũ 3 và z mũ 7. Chúng ta lấy đạo hàm của x bình phương theo biến x là bằng
2X. Nhìn một cách tổng quát hơn, chúng ta có thể coi đây là đạo hàm riêng của hàm F theo biến X tại điểm X, Y, Z. Nhìn vào đây, chúng ta có thể hiểu được nội dung của vấn đề là nếu nói đây là đạo hàm riêng thì đạo hàm riêng của hàm nào, thì đen F có nghĩa là đạo hàm riêng của hàm F. Theo biến nào thì đen X nghĩa là đạo hàm riêng theo biến X. Tại đâu? Tại X, Y, Z. Có một ký hiệu tương đương là đạo hàm riêng của hàm F theo biến X tại X, Y, Z. Nhìn vào đây chúng ta còn hiểu được nội dung của vấn đề là gì? Đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến X tại X, Y, Z. Điều gì đã đúng cho X thì điều đó cũng sẽ đúng cho Y và Z, bởi vì vai trò của X, Y và Z là tương đương nhau. Tương tự như vậy, nếu chúng ta lấy đạo hàm của hàm R theo biến Y thì chúng ta sẽ có R phẩy Y bằng 3x bình phương nhân y bình phương nhân z mũ 7. Ở đây chúng ta đã cố định x bình phương và z mũ 7. Chúng ta chỉ lấy đạo hàm của y mũ 3 theo biến y là bằng 3 y bình phương. Tương tự như trên, chúng ta có thể coi rằng đây là đạo hàm riêng của hàm F theo biến Y tại X, Y, Z. Và chúng ta ký hiệu là đen F trên đen Y tại X, Y, Z. Hay có một ký hiệu tương đương là F phẩy theo Y tại X, Y, Z. Nhìn vào đây thì chúng ta hiểu được nội dung của vấn đề là gì? Đây là đạo hàm riêng của hàm nào thì chúng ta có đen F, nghĩa là đạo hàm riêng của hàm F. Theo biến nào, đen Y, nghĩa là đạo hàm riêng theo biến Y. Tại đâu? Tại X, Y, Z. Tương tự như vậy, bên này chúng ta thấy rằng đây là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến Y tại X, Y, Z. Hoàn toàn tương tự, nếu chúng ta lấy đạo hàm của hàm phi theo biến z, chúng ta có phi phẩy z bằng 7 lần x bình phương nhân y mũ 3 nhân z mũ 6. Ở đây chúng ta đã cố định x bình phương và y mũ 3. Chúng ta chỉ lấy đạo hàm của z mũ 7 là bằng 7 lần z mũ 6. Nhìn một cách tổng quát hơn thì chúng ta thể coi đây là đạo hàm riêng của hàm F theo biến z tại x, y, z. Và chúng ta có một ký hiệu tương đương là F phẩy theo z tại x, y, z. Nhìn vào ký hiệu này, chúng ta hiểu được nội dung của vấn đề một cách rõ ràng là đạo hàm riêng của hàm nào thì chúng ta trả lời rằng đó là đạo hàm riêng của hàm F, tức là viết đen F. Và đạo hàm riêng theo biến nào, chúng ta trả lời rằng đạo hàm riêng theo biến Z, tức là chúng ta ký hiệu là đen Z. Tại đâu? Tức là tại X, Y, Z. Và ký hiệu tương đương F phẩy theo Z này cũng cho chúng ta hiểu rằng đây là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F theo biến Z
tại XYZ.